Hôm nay cái là tiếp cái buổi thứ hai mà thầy dạy các em á, mình sẽ tiếp tục chương trình đó. Thì trước tiên là xin phép với anh em trước là xin phép với các em trước ha, và xin cho thầy tháo cái này ra, tại vì cái lớp học cái buổi học đầu tiên á là thầy đeo cái này là nói là các em không có nghe rõ cái âm thanh đó, nó không có anh em cái âm thanh đó là các em không có được nghe rõ lắm, cho nên là thầy xin phép với các em là thầy tháo cái này ra để thầy nói với những gì các em tiếp thu được hết. Cái này là chỉ làm màu thôi nên làm màu cho các em ha, nó cũng không quan trọng gì mấy đâu. Cái quan trọng là anh em cái quan trọng là các em hiểu được những cái gì thầy nói, và thầy nói phải to rõ chữ toàn văn đó. Chứ còn nói mà ở trong này nó thông qua cái mặt nạ này là nó không có còn rõ nữa. Nhiều khi các em là hiểu một cách nó bị lệch lạc cái câu chuyện. Nó là quan trọng nhất là các em phải hiểu như như thầy nói trong bài học. Thì xin giấy các em thầy tháo cái này ra ha, cho các em nó được rõ một chút xíu. Còn cái này là mình làm là chủ yếu là để mình làm màu một chút thôi, cho đeo cái này là để mình tỏ ra cho nó nguy hiểm chút, để cho nó tăng lên cái nó tăng lên cái hình ảnh đó, cho nó các em nhìn vô thầy rồi nó mới có một chút gì đó là nó quan trọng một chút xíu. Bữa nay là thầy chuẩn bị tài liệu rất là nhiều ở trong này ha, đó, chuẩn bị tài liệu để dạy các em lên cái lớp tiếp theo. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ học ở trong cái phần 1 là phần việc dưỡng, chúng ta học chưa có xong. Thì nó có một cái phần nữa, nó một cái phần rất là quan trọng, đó là cái môi trường nuôi thí sinh ha. Đó, môi trường nuôi thí sinh. Hôm nay là chúng ta sẽ đi sâu vô để phân tích vào cái môi trường nuôi. Thì trước tiên là trước khi vô bài học thì thầy nói với mấy em như thế này. Mấy em cứ thắc mắc là ở trong cái này á, ở trong cái cặp của thầy á, thì dạy cái môn này nè, cần chi là phải hồ sơ đồ này nọ ha, mà phải đem cái cặp như thế này. Đó, thì hôm nay thầy sẽ bật mí cho các em được biết ở trong cái cặp này nó có cái gì ha. Đồng hồ mới sắm, hôm bữa tiền mấy em đóng một phí á, thầy ra thầy giúp cái Rolex luôn, Rolex vàng hồng luôn. Còn bao nhiêu là bỏ vô tài khoản hết rồi, để dành cho bạn, để dành đi bồ á, phải thủ chưa. Thì ở trong này nó rất là nhiều cái đồ của thầy, vừa cái đồ đi dạy và vừa cái đồ tác nghiệp luôn. Nó gồm có là bao gồm có nó hồ sơ để dạy học và cái đồ để tác nghiệp luôn. Đó. Cái đồ tác nghiệp thì bây giờ cái hồ sơ thì thầy không có lấy ra cho mấy em coi, nhưng mà thầy chỉ lấy cái đồ tác nghiệp thôi ha. Đây. Cái đồ tác nghiệp của thầy thì ở trong này nó gồm rất là nhiều thứ ha. Đó. Việc lai ống, rồi xong ống luôn, đá mài ống luôn ha, ống luôn, số 7, số 6, số 5, số 3, số 4, số 2, số 1. Đó. Cái loại nào cũng có, số 7 cũng có, chữ C, gọng chữ C, gọng gì cũng có ở trong cái hộp này. Cái hộp này là cái hộp bảo bối của thầy, để lỡ may mà ví dụ như mình trong cái quá trình đi dạy mà ai có rủ mình tác nghiệp á, thì mình sẽ tác nghiệp với họ luôn, đầy đủ hết ha. Đó, cái này là cái phần này là cái phần quan trọng ha. Một cái nữa không quan trọng tiếp theo đó là về thuốc. Thuốc lúc nào ở trong cái cặp thầy nó cũng có. Đây là hai loại thuốc nhỏ rất là nổi tiếng ha, hai loại thuốc nhỏ rất là nổi tiếng. Thì thầy chơi không có giống như mấy em chơi mà cái dạng mà vài giọt đó là cùi bắp. Thầy chơi là thầy phải chơi nguyên ống. À, trước 15 phút dứt nguyên ống. Rồi xong cái mình giả bộ mình đi toilet hay cái gì đó, mình đợi thời gian 15 phút để cho thuốc nó ngấm vào. À, rồi xong bắt đầu là mình ra, bắt đầu là mình tác nghiệp với người ta. Chơi là phải nguyên ống nó mới có hiệu quả cao. Đây là hai loại ha. Bỏ vô đây thì đỡ nó bể. Với lại nhiều khi đem ra đây mấy em nhìn rõ cái ấy đó,
mấy em nhìn rõ cái tên hiệu nó là mấy em bắt trước cũng được. Cái này là để mình xài rồi xong rồi ví dụ như em nào mà thích thì bắt đầu mình chiết ra, mình chiết ra cái ít đó. Cái thứ ba là cái mà cái remote. Cái remote thì cái remote này á, là nó liên quan trực tiếp tới mấy cái đồ mà tác nghiệp này ha. Đó. Có nghĩa là thầy đã cấy cái con chip vô, thầy cấy một cái con chip, một cái hệ thống robot thông minh vào ở trong cái cơ thể rồi ha, vào trong cái cơ thể của thí sinh rồi. Khi nào mà cần, thầy thấy cần thiết lắm ha, thì thầy sẽ sử dụng tới cái remote này. Đó, thầy sẽ sử dụng tới cái remote này. Đối đế lắm mới sử dụng nha. Cái này là một phát minh của một cái hãng NASA ha. Thầy là người được cái công ty này gửi duy nhất, xài duy nhất thôi và không có phiên bản kế tiếp. Đó. Nói chung là thầy độc quyền cái hàng này, độc quyền cái hàng remote này ha. Cái thứ ba là cái đô pin. Đó. Đây. Lúc nào ở trong này cũng có sẵn đô pin, là thầy thủ là nguyên chai ha. Chích á, một lần là mình có nói một mắt hai mắt, một lần phải nguyên ống, nguyên ống ha, xài bằng cái kim này. Kim này là cái ống này là ống kim chích là 60C ha, xài là phải nguyên ống, cho nên là cái chai nó thường là rất là bự. Đó, lúc nào cũng có sẵn ở trong cái cặp hồ sơ này, cực kỳ quan trọng. Cái này là cái đồ mà bất di bất dịch, lúc nào cũng đi theo thầy hết trơn. Rồi, tới cái phần giới thiệu trong này có cái gì. Có cái gì. Rồi. Rất là nhiều thì cái tập 1 á, cái lớp học đầu tiên á, cái buổi học đầu tiên á, thì thầy có nói là cái này là hồ sơ thôi. Thầy có nói là cái tiếng Anh á, thì là cái tiếng mẹ đẻ của thầy. Đó. Thì thậm chí là thầy nói tiếng Anh còn nó còn tốt hơn cả tiếng Việt, tại tiếng Việt mình học sau mà, tiếng Anh mình học đầu tiên, nó là tiếng mẹ đẻ, lúc nào mình nói cũng tốt hết trơn. Đó, nhưng mà hôm nay thầy sẽ không nói tiếng Anh, mà thầy sẽ cái buổi học hôm nay là thầy sẽ nói cái hồ sơ học hôm nay, là cái bài học hôm nay là thầy sẽ nói bằng tiếng Pháp. Thầy sẽ chứng minh cho là các em được biết là cái ngoại ngữ của thầy nó tốt tới cái mức độ nào. Rồi xong rồi sau đó là thầy sẽ dịch ra tiếng Việt, phiên âm qua tiếng Việt, xong thầy dạy các em là tiếng Việt. Do là cái hồ sơ nó cực kỳ quan trọng cho nên là thầy phải viết ra ở trên này để thầy đọc cho nó chính xác. Còn không thôi là nó cũng chật lắc hết, nó sai bài hết. Thầy sẽ đọc bằng tiếng Pháp ha. Thì đầu tiên là cái từ cảm ơn các em đã dự cái buổi học ngày hôm nay. Merci beaucoup. Vô trong cái hồ sơ mà học buổi hôm nay á, thì chúng ta sẽ có 10 cái điều khác nhau. Đó là Moshiwoshi Kumimiso Sochikuta Kumishida Sakutara Aisokumi Lokumira Kumimiso Tatsokuta và điều cuối cùng là Mitachoku. Đó là tiếng Pháp anh em ha, tiếng Pháp nha các em. Thì các em nào mà có ví dụ đó, các em mà có thông minh hoặc là các em qua các trường lớp ngoại ngữ thì các em sẽ biết thầy nói cái gì ở trong này. Xong rồi sau đó là thầy sẽ dịch ra cái phiên bản ra cái tiếng Việt để mình để chúng ta hiểu hơn ha, ta hiểu hơn. Vô bài học chính của ngày hôm nay, đó là môi trường nuôi. Thì các em thấy cái hình mà thầy đỡ trên này là thầy, thì các em biết là cái gì rồi ha, các em biết cái gì trong này ha. Đó, cái hình này, đây là một cái hình đồ mô một cái dạng chuồng nuôi thí sinh của mình, ngang dài và nó có nắp mở, và đặc biệt lúc nào nó cũng có cái miếng mồi ở trong này. Đây cái cây này mình phải thiết kế cho đúng nha, cái cây này đây cái miếng mồi còn luôn, miếng mồi mặc dù nó là một cái đồi mô thôi nhưng mà nó giống tới cái phiên bản thật của nó là 100%, không sai một ly. Nó có nắp mở nắp mở đây nắp ha, để mình bắt thí sinh mình ra vô ở trong này, lúc nào mình cũng phải che một cái miếng mồi ở trong này.
để mình luyện được cái tính mà cái tính nhanh nhạy của thí sinh của mình. Thì cái miếng mồi này nó không bao giờ nó gấp được, nó cứ đông đưa quay đó. Tại vì nếu mà cái miếng mồi này mà thí sinh mình mà nó gấp được á, thì lúc đó nó chỉ bị treo cái giò lên. Ở trong cái chuyên môn, trong cái từ chuyên ngành người ta gọi là dính bẫy, thì nó rất là sợ dính bẫy, nó sẽ tự động thích nghi với lại cái chuồng này, nó cho nên là nó luyện tập cái tính nhanh nhạy của thí sinh của mình, đó, nó rất là nhanh mà cái con mắt của nó đảo điên dữ lắm, nó đảo ly đảo liền vậy, để nó tránh cái trường hợp nó phải vô bẫy, đó, thì nó ở trong này, mình sẽ luyện nó ở trong này, đây là cái mô hình đồ mô ha. Thì cái môi trường nuôi, thứ nhất là cái môi trường nuôi, vấn đề thứ nhất là vấn đề chuồng. Chuồng thì thầy chỉ yêu cầu mấy em một điều là không cần chuồng lớn lắm, nó vừa đủ cho cái thí sinh của mình thôi, chứ không cần lớn lắm. Vì sao lại không cần lớn lắm? Nhưng mà nó phải đúng với cái phiên bản này nha, nó phải có cái cây treo, có cục mồi vô, nó phải đúng với cái phiên bản đồ mô này mới được. Em thiết kế, tùy cái em thiết kế, kêu thợ và thiết kế làm sao cho nó giống như cái bản này rồi. Nó phải giống. Vì nếu mà thí sinh của mình nó ở trong một cái chuồng rộng thì nó sẽ bị tiêu hao cái năng lượng rất là nhiều. Một cái vấn đề vô cùng quan trọng là tiêu hao năng lượng khá nhiều. Không cho nó tiêu hao năng lượng, mình phải cho nó càng ít tiêu hao năng lượng càng tốt, để cho cái thí sinh của mình lúc nào nó cũng trong một cái trạng thái là chuẩn bị đi thi ha, chuẩn bị đi thi đó. Đó, lúc nào cũng sẵn sàng hết trơn. Yêu cầu mà tài khoản mà nó có là cái anh em nghe, các em nghe mà tài khoản của mình nó có cái âm thanh mà tinh tinh một cái là bắt đầu là về đưa thí sinh của mình đi liền. Vận dụng những cái gì mà thầy giới thiệu hồi nãy, thuốc men đồ này nọ trong này là các em đi tác nghiệp, đi tác nghiệp ngay lập tức, không có chờ đợi, không có cho vô nghỉ ngơi gì hết, cứ vứt thuốc vô một cái là 15 phút sau là tác nghiệp đó. Cho nên lý do đó là lý do tại sao thầy hướng dẫn các em là nuôi trong một cái chuồng nhỏ thôi, lúc nào nó cũng nằm ở trong cái thí sinh của mình, nó cũng nằm ở trong một cái trạng thái là nghỉ ngơi và sạch bình lúc nào cũng phải đầy. Đó là vấn đề chuồng. Còn vấn đề môi trường nuôi thì cái quan trọng nhất là gì? Cái quan trọng nhất là cái môi trường xung quanh của cái chuồng này nó phải cực kỳ là mát mẻ, thậm chí là lạnh luôn lần khác, tùy theo các em quyết định đó. Càng lạnh càng tốt, tại vì khi mà một cái cơ thể mà nó mát và nó lạnh thì cơ thể lúc nào nó cũng đứng yên hết trơn. Mà cái mà mình cần nhất ở thí sinh của mình là cần cái sự đứng im đó. Nó phải đứng yên thì bắt đầu là cái nó không mới tiêu hao năng lượng được. Các em mở cứ là đưa nó vô một cái phòng lạnh, mở 16 độ cho thầy. Mở 16 độ. Nói là càng lạnh càng tốt thôi nha. Cho mấy em mà dạng như mấy em mà ít học mà mấy em không có hiểu, mấy em đưa vô trong cái tủ đông là chết nha. Đưa vô trong cái tủ đông là trường hợp là mình đi thi về mình mới đưa vô tủ đông đó. Giống như cái tủ đông nhà thầy lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nghẹt hết trơn, nó nghẹt hết, toàn là thí sinh trong đó không, thầy để thầy ăn từ từ. Cái đầu thì thầy cho mấy học sinh kia ăn hết rồi, thầy ăn cái mình không à, cái đầu là học sinh ăn hết rồi, cho mấy học trò khác rồi, còn thầy ăn cái mình. Tránh trường hợp bỏ vô tủ đông nha. Mở 16 độ thấp nhất, để cho thí sinh của mình nó càng lạnh lẽo nó càng tốt. Trong cái môi trường mà càng lạnh lẽo chừng nào thì cái thí sinh của mình nó càng đứng im chừng ấy. Mình cần là cần cái sự đứng im đó, để cho nó không tiêu hao năng lượng, không đốt cháy calo, giữ ở cái trạng thái lúc nào là cũng pin cũng đầy, và thậm chí là pin full, lúc nào cũng full, thì mình lúc nào mình cũng đi tác nghiệp được, khỏi cần chờ đợi, không cần cho nghỉ ngơi. Tại vì nếu mà nuôi trong một cái môi trường đó, lúc nào thí sinh của mình là cũng nghỉ ngơi đó. Hai cái vấn đề đó là hai vấn đề mà quan trọng với cái môi trường nuôi. Cái môi trường nuôi là cái hai cái vấn đề chuồng và môi trường nuôi, và cái sự mát mẻ
một cái chỗ nuôi là cái thứ mà quan trọng trong cái bài học hôm nay. Rồi thì tiếp theo thì thầy có nói nhỏ với các em như thế này là cái chuồng này, cái mẫu chuồng này thì bên thầy cũng có làm đó, và bên thầy cũng có bán luôn nha, có bán luôn, có bán cái chuồng này luôn, cái mẫu. Tại vì ở trên thị trường không có cái chuồng nào mà nó có, nó không có cái chỗ nào bán mà nó có cái cây treo mồi này đâu. Cái này mới là cái thiết kế độc này, này độc quyền. Còn những cái loại thuốc mà những cái loại thuốc mà thầy giới thiệu trong này thì thầy cũng có bán á, thầy cũng có bán. Nói chung là mình cái gì ở trong cái cặp của thầy là thầy đều bán hết, thầy đều bán hết đó. Và mấy em nên nhớ cái đồ gì mà của thầy xài thì thầy bao về chất lượng cực kỳ tốt, mà cái thứ tốt thì nó không bao giờ rẻ. Thứ tốt thì nó không bao giờ rẻ, tốt là nó không rẻ. Thì nếu mà ví dụ như các em mà không có tiền mấy em mua nhiều thì thầy có thể thầy chiết ra ha, thầy chiết ra đó. Rồi, thuốc đá. Rồi có gì thì các em cứ liên hệ qua cái email của thầy. Thì nếu mà các em mà gửi email á, thì các em có thể là gửi bằng cái tiếng Pháp hoặc là tiếng Anh đó. Bài sau thầy sẽ nói tiếng Đức cho mấy em anh nghe, cho mấy học trò nghe ha. Cũng mấy mission, Moshi Moshi, Maxi Boku. Xin chào và hẹn gặp lại ở lớp sau.